Vâng, em xin chào anh Bảo Long ở Thái Nguyên cũng như là toàn thể các bác đang theo dõi kênh Mai của Audio. Và trong clip này em xin phép được test cho anh Bảo Long một chiếc đẩy đen nét, model của nó là DMA6. Hiện tại thì em đang chạy chiếc đẩy này với 2 đô la 30, B3 bắt 30 các bác nhé, 2 đôi, các bác lưu ý 2 đôi, chạy trực tiếp với đẩy. Thì hiện tại thì anh Bảo Long ở trên sông Công Thái Nguyên đang chạy với cái quán cà phê của mình, thì có 2 đôi loa nhưng mà chạy với âm ly thì rất là yếu, cho nên anh quyết định nâng cấp lên một chiếc đẩy. Thì với cái dòng đẩy đen nét này, công suất của nó là 600W một kênh khi đánh với 16 ohm, và khi chạy auto đến 4 ohm thì nó sẽ lên 1000W một kênh các bác nhé. Thì các bác thoải mái có thể đánh được 2 đôi bát 30, tiếng rất là căng đấy, bát và lời chép tách bạch nhau các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ test thử cho các bác cùng xem, cũng như là anh Bảo Long ở sông Công Thái Nguyên. Quên đánh người mới đẩy các bác nhé. Và em ơi, lung linh sáng sớm trắng trong vơi vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn. Rất là căng các bác nhé, đây là đánh trực tiếp với đẩy, bắt rất là căng đó, chép lời rất là tách bạch nhau ra các bác nhé. Và đây là nội thất của một chiếc đẩy đen nét. Thì với dòng này thì hàng rất là đẹp, bao zin bao đẹp cho các bác. Đây là những cái phần mạch phân đại các bác nhé, nhìn nó rất là mới. Thì cách đây hơn 1 tuần bên em về được hơn chục chiếc, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn 3 chiếc là hết hàng. Các bác nào mà nhanh tay thì sẽ sở hữu cho mình một chiếc như vậy. Nguồn đấy các bác nhé, nguồn đồng 100%. Đó, 19cm, chạy 4 tụ. Ở đây em kết một cái là với dòng này thì nó sẽ có mạch lọc vào với ra. Đấy, tất cả được lọc hết ở trong một... Tất cả được lọc hết các bác nhé. Đây em đang đánh trực tiếp với đẩy. Đó, như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay tiếng đàn chính trắng về xa em, biết ngày xuân lắm có còn vương trên môi em. Rất là hay, khỏe và chắc tiếng. Vâng, cảm ơn anh Bảo Long ở sông Công Thái Nguyên. Và cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như theo dõi kênh Mai của Audio. Em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.